Ok, hello tất cả các anh em. Thì nãy giờ đang bị gặp một cái sự cố, đó là cái mạng đang bị vấn đề, nó hơi bị yếu, cho nên là mình nói nhưng mà nó đang bị đứt quãng. Ok, không biết thì hiện tại bây giờ còn anh em nào đang online? Anh em nào đang online thì chúng ta hãy say hi cùng nhau một chút nha. Hello Minh Vân. Hello Vi, anh em đang xem live stream. Hello Thiệp, anh em đang xem cái live stream này thì như đã đưa cái thông báo đó là gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái chuyện đó là Coco Bay, là tại sao mà lại một cái dự án đình đám về cân đầu theo năm 2017 mà lại bị phá sản. Hello, hello Phước, hello Hải, hello Mạnh. Anh em đang xem cái livestream này thì chúng ta say hi cùng nhau ha. Và anh em có câu hỏi nào thì về bất động sản nghỉ dưỡng thì chúng ta cứ hãy comment ở phía bên dưới. Hello Thiệp. Rồi anh em chúng ta có một cái tin gì mà vui, ví dụ như ngày hôm nay mà chúng ta chốt được giao dịch nào thì chúng ta cũng hãy comment ở phía bên dưới đi, để cho các anh em chúng ta ăn mừng cùng nhau. Hello em, Vũng Tàu không biết tên gì. Hello em. Rồi, hello Quân. Thế hôm 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 qua mọi người có xem đá banh không nhỉ? Có ai đi bão không? Ok, chúng ta sẽ say hi chào nhau khoảng 5 phút. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào luôn cái chủ đề về dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Lý do tại sao mà lại Coco Bay thì lại bị phá sản. Và để thêm một số những cái thông tin liên quan đến cái việc là bất động sản, trong đó có cả những thông tin về đầu tư, trong đó có cả những cái thông tin chia sẻ về lĩnh vực là học về cái việc đó là làm sao để bán hàng tốt hơn, thì các anh em hãy nhấp vào cái đường link ở phía bên dưới. Thì Tara có để cái đường link của cái kênh YouTube của Tara. Sắp tới thì mình sẽ đưa hết những cái video nó liên quan đến những cái khóa học, cũng giống như cái chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế trong vòng hơn 10 năm qua mà Tara đã làm, có sẽ chia sẻ vào trên cái kênh YouTube để cho các anh em có thời gian thì các anh em sẽ xem đi xem lại, hoặc là một số những cái buổi mà mình dạy mình cũng sẽ chia sẻ một phần những cái video ở trên đấy. Thì anh em hãy nhớ đăng ký vào cái kênh của Ta La Lê ở phía bên dưới, nhấp vào phía đường link ở bên dưới để chúng ta sẽ gì ạ, các bạn có thể theo dõi trên cái kênh đấy. Tại vì trong cái kênh đấy thì Tara vừa nói về những cái kỹ năng về sale, và hơn nữa là những cái kỹ năng để làm sao để trở thành một nhà cố vấn đầu tư, làm sao để chúng ta có thể đầu tư hạn chế được những rủi ro tốt nhất. Và sắp tới sẽ up thêm một số những cái nội dung, ví dụ như các bạn đang quản trị về đội nhóm, các bạn đang chuẩn bị setup về doanh nghiệp của bất động sản, thì các bạn cũng sẽ có thêm những cái kiến thức làm sao để setup cho mình một cái doanh nghiệp bất động sản tốt hơn. Chào Lợi, chào anh Vinh. Anh em chúng ta cứ có câu hỏi gì liên quan đến bất động sản, hoặc muốn chia sẻ gì liên quan đến bất động sản thì chúng ta hãy cứ đăng bài, hoặc là hãy comment ở phía bên dưới trong cái group Triệu Phú Môi Giới Bất Động Sản. Như chúng tôi đã chia sẻ, cái group này là mục đích là để cho người môi giới, cho các bạn cố vấn đầu tư và cho các bạn làm chủ doanh nghiệp bất động sản, chúng ta có thể giao lưu trao đổi những kiến thức, những cái kinh nghiệm ở trên này. Và cái group này thì thường sẽ xuất hiện của Tara và bạn Nhung Khang và một số những cái bạn chuyên gia khác. Không nghe được hả? Ok, có nghe rõ không nhỉ? Anh em có nghe rõ không? Anh em nghe rõ thì comment nghe rõ cái nào. Tại vì đang sợ vấn đề là đó là gì ạ? Đang gặp trục trặc về mạng hay sao ấy. Thấy nó cứ giật giật. Chào chị Đàm. Anh em nghe có rõ không? Nếu nghe rõ thì comment đã nghe rõ nào. Chào Khương Gia. Lúc nãy online nhưng mà cái mạng nó bị vấn đề, nó bị đứng quá cho nên là mình vừa phải thoát ra và bảo là
Anh em có nghe rõ không nhỉ? Và ok anh, nghe rõ, ok. Ok. À, ngày hôm qua thì chia sẻ với tất cả các anh em một cái tin vui. Ồ, nó giật giật đó hả? Hello Cường. Chắc là cái mạng nó vấn đề. Ok, bạn nghe rõ bạn giật giật đúng không? Hai các anh em chịu khó nhá. Ok Hải, tiếc quá ngày hôm qua Hải không có mặt ở đây, không có ở Sài Gòn. Nếu mà có ở Sài Gòn thì có thể đi tham dự cái sự kiện là 1.000 CEO cùng với tôi và một số các anh em khác trong Killer William. Ok Phước, hơi giật giật đúng không? Ok, sorry, bây giờ không biết phải làm sao. Cái mạng nó hơi bị trục trặc hay sao ạ? Anh em chịu khó nhé. Thì ngày hôm qua Killer William có tổ chức một có tham gia một cái hiệp hội ký MOU với hệ thống của Idemco, với bên K35, với bên One You và một số các đơn vị khác là để xây dựng một cộng đồng các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư chất lượng trong cộng đồng 1.000 CEO. Đây là một trong những cái bước đánh dấu về một cái sự kiện quan trọng là chúng tôi muốn liên minh với nhau và muốn bắt tay cùng nhau để xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư cũng giống như là một cộng đồng của chất lượng dịch vụ người môi giới tốt nhất có thể tại Việt Nam. Ok Thanh. Ok, và sự kiện thì ngày hôm qua cũng có rất nhiều các chuyên gia diễn giả như anh Hoàng Đình Trọng, Idemco và hệ thống Con Cưng chia sẻ toàn những cái kiến thức hay các anh em ạ. Thì cái phần đấy thì để bữa sau, live stream sau thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh em. Tôi đã học được những gì tài từ Idemco và một số các anh em khác họ chia sẻ cho cái ngày đấy. Các anh em bữa đó, cô Nhung Khang cũng có chia sẻ, share cái live stream trực tiếp ấy. Thì anh em muốn thì anh em cũng có thể xem qua nha. Ok, rồi hôm nay là chủ đề của chúng ta là nói về bất động sản nghỉ dưỡng. Và nói về lý do tại sao CocoBay lại là một trong những dự án đỉnh đám nhất của năm 2017, một trong những dự án tốn khá nhiều chi phí về marketing, mời các siêu sao cầu thủ Ronaldo ở bên nước ngoài về Việt Nam để PR cho dự án, là một trong những dự án được mệnh danh là tổ hợp giải trí lớn nhất Việt Nam nhưng mà lại bị thất bại. Vào ngày 23 tháng 11 thì chủ đầu tư Thành Đô đã thông báo một cái thông tin, đó là gì ạ? Mất khả năng chi trả về cam kết trả khai thác cho thuê hàng năm đối với khách hàng, đó là với cái tỷ lệ là 12% một năm. Thì nói qua ngược lại về nghỉ dưỡng. Thì đầu tiên nói về nghỉ dưỡng thì bắt đầu từ năm 2016, 15, 16 thì bắt đầu tập đoàn Vingroup cũng đã làm những cái hệ thống về nghỉ dưỡng, ví dụ như biệt thự nghỉ dưỡng và hệ thống về condotel nghỉ dưỡng. Và sau đó thì kéo theo một số các chủ đầu tư khác, họ cũng bắt đầu làm về dự án nghỉ dưỡng và họ làm về condotel. Nhưng mà trên thực tế thì ở trên thế giới thì mô hình condotel này nó đã được hoạt động rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam mình, về cái pháp lý của condotel ở Việt Nam mình nó vẫn chưa được rõ ràng và chưa được xác thực về cái loại mô hình bất động sản này. Chính vì như vậy cho nên là đa phần các chủ đầu tư sẽ làm theo một cái hình thức pháp lý là căn hộ nghỉ dưỡng, giống như cái dạng mà căn hộ sở hữu lâu dài. Sau đó thì chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng khai thác cho thuê lại và với một trả lại cho khách hàng với một cái mức lãi suất với một cái mức cam kết cho thuê là 10 đến 10 12% một năm. Thì Vingroup cũng vậy thôi. Với tập đoàn Vingroup thì đối với những dự án nghỉ dưỡng ví dụ như Nha Trang Bay, Gotland hay là Phú Quốc 1 đến Phú Quốc 4 hay là dự án ở Bãi Dài hay là dự án ở Đà Nẵng, Condotel Đà Nẵng hoặc là ở Trần Phú thì cũng đều là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên ở Vingroup nó có một cái hay hơn, đó là gì ạ? Thứ nhất, đối với Vin, xuất phát trước khi làm bất động sản ở thì Vin đã làm bất động sản nghỉ dưỡng như là Vinpearl ở Nha Trang, cho nên là họ có nguyên một cái tệp khách hàng để có thể khai thác cho thuê được. Và họ tự tin rằng là cho cái việc là khai thác cho thuê đó có thể mang lại dòng lợi nhuận để mà chi trả cho khách hàng. Còn lại với một số những cái dự chủ đầu tư mới, ví dụ như CocoBay là một trong những dự chủ đầu tư, Thành Đô là một trong những chủ đầu tư mới, họ chưa từng làm về tổ hợp về nghỉ dưỡng và cũng chưa có một cái khu đô thị nghỉ dưỡng nào hoặc là khu vui chơi giải trí nào về nghỉ dưỡng mà có tiếng ở thị trường.
họ chưa có cái điều này, nhưng mà họ đã cũng làm ở bất động sản và họ lấy cái mô hình của Condotel giống thêm xem với những ở mô hình ở nước ngoài, xem với mô hình ở của Vin để mà bán. Thì khi năm 2017 cái công ty cũ của mình vẫn còn hoạt động, đó là công ty cổ phần nhà Sài Gòn, cũng có được mời chủ chủ đầu tư họ mời để mà phân phối bán sản phẩm này. Tuy nhiên là cái điều mà mình không biết, mình cũng không phải nói rằng là lúc đấy linh cảm hay gì cả, nhưng có một cái điều đó là gì ạ, khi được mời bán cái dự án mà Coco Bay Đà Nẵng này á, thì mình có tham gia vào buổi training. Khi tham gia vào buổi training của sản phẩm này thì mình thấy nó có một cái gì đó nó không thực sự là yên tâm lắm, cho nên đó là lý do mà mình biết nó từ đầu nhưng mà mình lại không tham gia. Vì sao? Lúc đó mình có đặt ra mấy câu hỏi. Thứ nhất đó là về cái kinh nghiệm của chủ đầu tư, thì chủ đầu tư họ cũng chia sẻ đó là họ chưa từng làm. Nhưng mà thứ hai nữa, cái yếu tố thứ hai nữa đó là cái đơn vị mà để khai thác cho cái nghỉ dưỡng này là ai, cái đơn vị quản lý này là ai. Thì chủ đầu tư lúc đấy họ cũng chưa chọn được đơn vị quản lý và họ nói là có khả năng là bên chủ đầu tư sẽ tự build nhờ một số những cái cố vấn của những cái tập đoàn về chuyên làm về quản lý khai thác cho thuê để mà cố vấn lại cho họ để mà họ làm. Thì đó cũng là một cái điều mà mình thấy là nó hơi bị trắc trở, là vì thường là những cái chủ đầu tư mà mới ấy, thì họ cần để phải có một cái đơn vị quản lý tốt và một cái đơn vị mà họ đã có một cái uy tín để mà khai thác, để mà có một lượng khách hàng sẵn rồi, thì lúc đó nó sẽ tốt hơn cho cái việc khai thác. Quay về lại cái mô hình của Condotel hoặc là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng mà cam kết trả cái mức lãi suất 10 hay là 8%, thì nó có những cái yếu tố rủi ro như sau. Thứ nhất đó là gì ạ? Nếu như chủ đầu tư á, mà bán á, cái khả năng khai thác khách hàng, tức là khả năng khai thác về cho thuê mà bị chậm ấy hoặc là không có đạt được ấy, thì rất dễ bị vỡ trận. Cụ thể cũng đã có rất nhiều một số dự chủ đầu tư khác mà họ cũng đang gặp những cái vấn đề khai thác cho thuê này. Vì sao? Tức là khi mà bán cho khách hàng xong và khai thác cho thuê thì nó phải đảm bảo được rằng là những cái tần suất để mà cho thuê được. Có những dự án thì không phụ quá được 20-30%. Nếu như không phụ quá được 20 đến 30% về cái tỷ lệ lắp phòng thì điều đó có nghĩa là cũng rất là nguy hiểm, vì chắc chắn chủ đầu tư không thể nào mà lấy cái chi phí để bù ra được cho một cái sản phẩm về cam kết cho thuê. Và cái thứ hai nữa đó là gì, với cái yếu tố của Coco Bay thì theo quan điểm cá nhân của mình sẽ thấy những cái nhược điểm như sau. Điều đầu tiên, lúc mà Coco Bay triển khai á, bán có khoảng chừng 800 đến 900 triệu cho một căn thôi. Và cái điều lúc đó là vì Coco Bay đi một cái chiến lược khác so với Vingroup là cam kết 12% để nổi trội hơn so với sản phẩm của Vin, là Vin lúc đó chỉ cam kết là 10% một năm thôi. Tuy nhiên là Coco Bay đã cam kết, mạnh dạn cam kết 12% một năm. Và điều này nó cũng đã hút một cái lượng khách hàng khá lớn với những cái sản phẩm mà với cái giá trị mà tầm khoảng 1 tỷ, tức là thấp hơn sản phẩm của Vin khoảng chừng 50%, 30 đến 50% về cái giá trên thị trường, thì cũng đã hút và kéo theo một cái lượng khách hàng khá lớn sang đây để mua. Và một cái điều nữa đó là gì? Khi mà chủ đầu tư làm á, sau đợt đầu là 8 đợt đầu là khoảng 800 triệu cho đến 1 tỷ một căn, và sau đó bắt đầu nâng dần lên cho các giai đoạn sau, có những căn có những lúc lên tới 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi và thậm chí có những căn 3 tỷ, thì điều đó có nghĩa là giá, bản chất giá nó đã tăng gấp 2 lần so với lại cái giá gốc thị trường tại thời điểm đó. Nhưng vấn đề mà mình đang thấy đó là gì ạ? Có khả năng đó là lúc đó thì trên thị trường thì rất nhiều những cái anh chị chuyên làm về tài chính họ sẽ nói rằng là có khả năng là chủ đầu tư này sẽ mất chi trả trong vòng 1 đến 2, 2 hoặc 3 năm tới. Vì sao? Tức là họ đổ cái chi phí marketing nó vào dự án khá nhiều. Ví dụ như là lúc đó có những bạn mà làm về marketing bên đấy thì bảo là cái chi phí marketing của nó đội lên tới là gì ạ? 35% hoặc đến 40% về chi phí của giá vốn. Thì điều này nó rất chi là nguy hiểm ở chỗ là thường với một số những cái dự án chủ đầu tư họ làm chi phí maximum nó cũng chỉ tầm khoảng 15 đến 20% cho một cái giá thành của đơn vị thôi. Nhưng mà ở bên kia thì chủ đầu tư đã chơi trội hơn, là mời những tập đoàn hoặc là tổ chức ra những cái sự kiện lớn để cho khách hàng tham quan và trải nghiệm. Điều đó nó cũng sẽ có cái tốt nhưng cũng sẽ có cái không tốt.
tốt ở đây có nghĩa là gì? Tốt ở đây có nghĩa rằng là họ dành PR nhiều để lấy lại cái thương hiệu hoặc là xây dựng cái thương hiệu của họ cho giai đoạn đầu. Nhưng nó sẽ không tốt ở chỗ là nếu như họ không kiểm soát được cái tần suất rủi ro và không tính toán được cái dòng tiền khai thác, thì điều đó có nghĩa rằng là cái điều quan trọng nhất của cái việc mà cân đồ theo nghỉ dưỡng đó là khả năng khai thác cho thuê khách hàng. Mà họ lại không có làm được cái điều này thì có nghĩa rằng là họ sẽ không đi được đường lâu dài. Vì hiện tại bây giờ về bất động sản nghỉ dưỡng hoặc là những khu nghỉ dưỡng khác thì các bạn biết rồi đó, rất cạnh tranh nhau về cái việc đó là gì, giá cả và chất lượng. Và hơn nữa thì mình có một số khách hàng thân ở Vinhome, khi mà mua Coco Bay xong họ được ra đó họ trải nghiệm thì họ nói một cái điều đó là gì ạ? Họ chưa cảm thấy thực sự là một cái sản phẩm mà chủ đầu tư PR đó là 3 sao và 4 sao thì không thấy có đạt được cái chất lượng đấy. Và họ xây dựng một số những cái chất lượng cực kỳ chi là kém. Thì đấy cũng là một trong những cái ảnh hưởng đến cái việc đó là gì ạ? Khách hàng lưu trú. Giống như một số những dự án mình đi, ví dụ như FLC ở Quy Nhơn đi, cấu trúc xây rất đẹp. Thực sự mình trải nghiệm FLC Quy Nhơn mình thấy là cái landscape ở bên ngoài cực kỳ đẹp và được mang tính chất là sản phẩm này phải 5 sao đi. Nhưng mà khi mình đi vào trong đấy mình ở, mình cảm thấy là cái chất lượng xây của nó cũng không thực sự tốt. Và kể cả về chất lượng dịch vụ phòng cũng vậy, cũng không tốt lắm về FLC. Và mình cứ hỏi hoài tại sao mà những cái chất lượng dịch vụ, thì thực ra là cái người đi du lịch nghỉ dưỡng ấy, họ quan trọng nhất là cái chất lượng dịch vụ và phục vụ ở đó như thế nào để lần sau họ có tới nữa hay không tới nữa. Thì cái yếu tố này có thể là chủ đầu tư họ đã bỏ qua mất những cái yếu tố này. Họ không nhắm đến cái thị yếu của cái việc là khai thác về sau, mà họ chỉ chăm chăm là bán cho nó bằng được cái giai đoạn 1. Và còn về về khách hàng thì với những cái bạn sale khi bán hàng, các bạn cũng chỉ biết rằng là à, dự án này dễ bán vì sao ạ? Vì cái giá trị nó thấp. Cái thứ hai đó là cam kết nó lớn. Và cái thứ ba nữa là gì ạ? Có ngân hàng hỗ trợ thì các bạn dễ tư vấn khách hàng hơn. Thì cũng đúng thôi, khi mà chúng ta bán hàng với nghề môi giới thì chúng ta bị rủi ro. Và đó là cái gì ạ? Cái việc chủ đầu tư họ không có cái tính chất cam kết tốt và họ không có làm theo những cái gì họ nói ban đầu, thì người môi giới chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín của mình. Một số các bạn bây giờ hoặc là một số các chủ sàn mà đã bán Coco Bay khá nhiều, hiện tại bây giờ họ đang gặp rất nhiều cái khó khăn. Sale thì có một số sale họ nói với tôi rằng là họ không dám nghe máy của khách hàng vì họ sợ khách hàng la mắng hoặc là sợ khách hàng chửi gì đấy thì họ không dám nghe. Và tôi có khuyên họ rằng là đừng có làm như vậy. Tất cả chuyện gì đâu còn có đó, mình hãy nghe khách hàng và hãy hỗ trợ khách hàng, đóng trong vai cho họ một người môi giới. Vì sao? Vì khách hàng họ có nói gì đi chăng nữa thì đương nhiên đó là cái câu chuyện là gì ạ? Họ bị mất tiền, cho nên là họ sẽ sót tiền và họ cũng sẽ nóng lòng. Điều đó đều hiển nhiên. Nếu chúng ta đặt địa vị vào những cái vị khách mà đã mua, đã bỏ số tiền ra tiền tỷ để mua, thì cái điều đó cũng không thể nào tránh khỏi. Và tôi cũng cảm thấy rất chỉ là lo lắng cho một số các khách hàng. Đa phần khách hàng mua Coco Bay là những khách hàng vay ngân hàng. Mà vay ngân hàng thì nó dẫn đến cái gì ạ? Khi mà chủ đầu tư họ mất cái khả năng để chi trả mà cái cam kết cho thuê, thì khách hàng không biết rằng là sẽ như thế nào. Bây giờ sở hữu cái căn hộ đấy, vậy thì về mình có khai thác cho thuê được hay không? Ai là người quản lý? Hoặc là cái lợi nhuận của nó có đủ để mà trả cái lãi suất cho thuê hay không? Thì đấy cũng là một trong những cái điều cực kỳ nguy hiểm. Xin nhắc lại, tôi với cái quan niệm cá nhân của tôi, thì tôi thấy rằng là Coco Bay họ thất bại bởi những cái yếu tố. Thứ nhất đó là họ không có một cái đơn vị quản lý cho thuê, một cái thương hiệu quản lý cho thuê để mà có sẵn một lượng khách hàng tốt. Và họ tự, chính vì họ tự build, họ tự xây, họ tự nghĩ rằng là họ sẽ làm được, và họ tiết kiệm cho cái phần mà thuê một cái đơn vị quản lý đó, hợp tác với một đơn vị quản lý đó. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến là gì ạ? Cái dự án không có khả năng khai thác cho thuê và mất đi khả năng chi trả cho khách hàng. Cái yếu tố thứ hai mà tôi nghĩ rằng là
cũng rất là rủi ro cho chủ đầu tư. Đó là cái mô hình cân đổ theo là ở Việt Nam của mình tại thời điểm tới bây giờ nó vẫn chưa có một cái luật gì đó nó rõ ràng. Cho nên là gì ạ? Nếu như mà cứ mang cân đổ theo ra cân đổ theo ra để bán thì nó cũng sẽ bị đứng bởi những cái pháp 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 nhân pháp lý pháp nhân của Việt Nam mình. Cho nên nó cũng là một cái phần để ảnh hưởng đến chủ đầu tư. Và tôi cũng biết rằng là cái việc mà pháp lý của Coco Bay cho cái việc mà xin những cái giai đoạn về sau hoặc là một số những cái điều chỉnh ấy thì nó cũng gặp vấn đề. Đó là những cái lý do và những cái phần mà cũng ảnh hưởng đến cái việc là dự án nó không khả thi được. Cái yếu tố thứ ba mà tôi nghĩ ở tại dự án của Coco Bay đó là gì ạ? Cái khả năng quản lý về tài chính, khả năng quản lý về tiền của chủ đầu tư, quản lý về dòng tiền của chủ đầu tư và khả năng bóc tách được những cái chi phí được gọi là đưa vào những chi phí dự trù và kiểm soát rủi ro của chủ đầu tư thì thật sự nó chưa được tốt, hoàn hảo. Và cái yếu tố thứ tư mà tôi nghĩ đó là gì ạ? Cái khả năng mà quản lý khủng hoảng của chủ đầu tư nó cũng chưa được tốt. Ví dụ như bây giờ nếu như bây giờ cái thông tin mà Coco Bay tuyên bố trên báo chí rằng là ngày 23 tháng 11 mất khả năng chi trả nợ, điều đó có nghĩa rằng là với chủ đầu tư này thì bản thân và cá nhân tôi đánh giá là coi như là nó fail ở chỗ là gì ạ? Chắc chắn 100% đó là khi chủ đầu tư họ muốn hello thương họ muốn làm với những cái chủ đầu tư khác, à quên, họ muốn bán những sản phẩm khác của họ thì khả năng khách hàng của họ cũng đã mất niềm tin, các sàn mất niềm tin, xe mất niềm tin vào chủ đầu tư, cho nên là gì, cái khả năng để bán hàng ra rất khó. Cái thứ hai nữa là cái điều mà chủ đầu tư gặp phải ấy, mà công bố rộng rãi như vậy ấy, nó cũng ảnh hưởng đến toàn thị trường, đặc biệt đó là đối với những thị trường Đà Nẵng và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thì cũng sẽ ảnh hưởng. Ok, rồi nói tiếp đó là gì ạ? Cái việc mà chủ đầu tư họ công bố ra về cái việc là mất khả năng chi trả nợ ấy, thì như tôi được biết rằng là trước đó vài ngày thì chủ đầu tư có ra mắt một cái lễ bán cái dự án, bán cái phân khu mới và cũng khá đông các anh em sale họ tụ hợp, nhưng mà sau đó vài ngày thì chủ đầu tư công bố là mất khả năng chi trả của Coco Bay, thì điều này dẫn đến là gì ạ? Chắc chắn là sẽ tê liệt. Và với chủ đầu tư hiện tại bây giờ rất khó để mà kích hoạt lại được với những khách hàng mà dám mua những sản phẩm của chủ đầu tư, vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, ảnh hưởng đến thị trường ở tại Đà Nẵng, ảnh hưởng đến những cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chung. Và đương nhiên thì chúng ta phải công tâm mà nói, đó là không phải sản phẩm nào nó cũng giống nhau, hoặc là không phải là chủ đầu tư nào nó cũng giống nhau. Ví dụ như các anh em mua sản phẩm của Sun Group hoặc là VinGroup hoặc là một số những chủ đầu tư họ mạnh về cái việc đó là khai thác cho thuê thì vẫn có khả năng để mà khai thác cho thuê tốt. Ví dụ như tôi thấy rằng là sản phẩm của Sun Group đi thì họ vẫn có một cái tệp khách hàng của họ riêng. Ok, anh em có nghe rõ nhỉ? Nếu anh em đang nghe rõ và vẫn đang theo dõi cái livestream này thì chúng ta chấm một cái nè. Hoặc chúng ta comment là nghe rõ nè, để tôi tiếp tục. Ok, có vẻ mạng nó ổn hơn rồi. Cái điều thứ tư mà tôi vừa chia sẻ rồi đấy, và cái điều thứ năm nữa đó là cũng xui cho chủ đầu tư, đó là vì gì ạ? Vì cái thị trường hiện tại bây giờ thị trường thì nó cũng đang bị đau dốc xuống với những cái khả năng mà không thể chèo lái được của chủ đầu tư trong về cái tình hình mà bất động sản nghỉ dưỡng khai thác. Hello hello Tú giật giật đúng không? Ok, mọi người chịu khó nhé. Ok, và
Cái điều thứ năm mà như tôi vừa nói với các bạn ấy, đó là cũng hơi xui xui ở chỗ đó là gì ạ? Với cái thị trường bất động sản mà nó bị gặp vấn đề là về cái việc pháp lý. Pháp lý của bất động sản, cho nên là gì ạ? Dẫn đến cái việc là thị trường nó chậm và dẫn đến chủ đầu tư họ không có một concept cho cái sản phẩm của mình, cho đối tượng du lịch là ai, họ không có những cái đơn vị quản lý tốt giống như tôi vừa chia sẻ ở cái điểm thứ hai, thứ ba đó, thì họ cũng sẽ không có thể vực dậy được với cái thị trường này và rất nguy hiểm cho những cái chủ đầu tư mà mới tham gia vào thị trường. Còn lại những cái chủ đầu tư khác, ví dụ như với Vingroup hay là với Sun Group hay là với một số những cái tập đoàn mà họ chuyên về nghỉ dưỡng hoặc khai thác, thì tôi nghĩ rằng đối với họ cũng không thành vấn đề. Ví dụ như đối với Vin thì tôi cũng chia sẻ đó là khi Vin mà còn một số cái lượng mà phòng trống chẳng hạn, số lượng phòng trống là bao nhiêu đó, thì Vin cũng có nhờ hệ thống bất động sản, hệ thống các sàn của chúng tôi phân phối với những cái giá tốt để cho khách hàng có thể khai thác cho thuê, để khách hàng có thể đi du lịch nghỉ dưỡng, để tăng cái tỷ lệ khai thác cho thuê phòng lên. Đó là một trong những cái phương pháp, đó là phương pháp dựa đòn bẩy của hệ thống phân phối bán hàng. Và cái lượng khách của Vin thì lúc nào họ cũng có được một cái lượng khách nhất định rồi, vì họ đã làm nghỉ dưỡng cả hơn 10 năm nay và họ cũng đã có uy tín trên thị trường. Đấy, thì các anh em chúng ta phân phối bất kỳ một cái sản phẩm nào, đấy là cái rủi ro của người môi giới. Và rủi ro của người môi giới đó là chúng ta bị phụ thuộc bởi chủ đầu tư, cho nên chúng ta không thể là người quyết định ra được cái sản phẩm là nó có làm tốt hay không. Đôi khi chúng ta rất chỉ là tử tế và chúng ta rất nhiệt tình trong cái việc bán hàng, nhưng mà gặp phải những chủ đầu tư họ có những cái bước tính sai lầm, như vậy nó cũng sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến liên hệ đến anh em chúng ta, thì chúng ta rất chỉ là lưu ý về cái điều này. Anh em có câu hỏi nào thì chúng ta hãy comment ở phía bên dưới đi ha. Thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các anh em về bất động sản nghỉ dưỡng và những cái vấn đề của nó. Ok, nếu anh em có câu hỏi nào thì chúng ta hãy comment ở phía bên dưới nào. Comment ở phía bên dưới và comment một vài câu hỏi phía bên dưới. Tôi sẽ chia sẻ cho các anh em thêm về cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng để các anh em nắm khi mà chúng ta bán một sản phẩm nào đó. Hiện tại bây giờ có rất nhiều chủ đầu tư mời chúng tôi bán những cái bất động sản nghỉ dưỡng của họ với cái giá cực kỳ tốt, nhưng mà với tôi quan niệm đó là gì ạ? Đương nhiên tiền thì cũng quan trọng thật, nhưng mà nếu như mà được phép lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn những chủ đầu tư có uy tín, có năng lực để làm cho khách hàng của tôi tốt hơn, thay vì là mình bán bất chấp. Vì mình bán bất chấp cho nên nó dẫn đến những cái kết quả bất chấp, và đương nhiên là cái thiệt hại rủi ro lớn nhất nó vẫn là của khách hàng. Chúng ta hãy đặt vào cái tâm trạng mình là khách hàng thì mình sẽ cảm thấy rất đau đớn. Giống như tôi thấy rằng là cái anh mà xuất xích Đức ấy, thì anh đầu tư 600 triệu theo theo báo đăng ấy, thì anh đầu tư vào 600 triệu vào đấy, 600 tỷ vào đấy, thì cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều, ảnh hưởng nặng đến cái vấn đề tài chính của anh ấy. Vì bây giờ chủ đầu tư mất khả năng chi trả nợ thì anh ấy ôm cái phần bất động sản ngoài đấy về căn hộ, và những cái bất động sản khác thì không biết phải là không biết làm gì đây, không biết ai có thể quản lý cho thuê được dùng mình đây với một cái số tiền nó quá lớn. Ok, anh em nào đang ở Đà Nẵng nha, cho một thêm một vài số cái thông tin ở Đà Nẵng được không? Bất động sản tình hình ở Đà Nẵng thế nào nhỉ? Tôi nghe nói là đang cũng khi kể từ khi thông tin của Coco bay ra thì là bắt đầu gặp vấn đề rồi. Thị trường chắc là bị tê liệt, giống như thị trường Phú Mỹ mà khi khi ở bên chủ đầu tư kêu bên Alibaba gặp vấn đề thì toàn bộ thị trường ở dưới đấy nó bị tê liệt. Tính ra cho tới bây giờ thì nó vẫn đang bị tê liệt đấy các anh chị. Nguy hiểm. Nó không phải riêng một chủ đầu tư bị mà nó còn ảnh hưởng nguyên cả thị trường. Trong khi đấy thì thị trường bất động sản lại đang bị chậm xuống nữa. Cho nên tất cả các anh em chúng ta nếu đang làm thị trường bất động sản thì chúng ta hãy chọn cho mình một cái ngách nha. Và một cái sản phẩm làm sao đó nó hướng đến cái người tiêu dùng cuối cùng để chúng ta sẽ làm tốt hơn. Chứ không đấy là chúng ta sẽ gì ạ?
rất khó để bám trụ được với cái thị trường giai đoạn này, chưa tính tới là một số sắp tới nếu như mà lỡ như một số vài chủ đầu tư nữa họ mà lại công bố giống như Cocobay nữa đây thì rất chi là nguy hiểm, nó sẽ là bong bóng nó nổ ra. Hello, hello cả nhà. Anh em có đang nghe rõ không nhỉ? Đại bữa nay có câu hỏi nào không? À Đại, Đại Hải có câu hỏi nào không? Thì comment. Hoàng. Thương. William. Winham. Ok, chào Hiếu. Tê liệt đấy, Đà Nẵng bây giờ là coi như là thông tin vừa rồi cái thông tin mà về thanh tra ngoài đấy rồi rầm rộ những pháp lý rồi. Xong đấy thì bây giờ lại đến cái thông tin của cái Cocobay nữa thì chắc chắn là tê liệt rồi. Cò cò bay à. Nếu dự án Condotel nhưng cho khách hàng tự vận hành thì góc nhìn của chị như thế nào? Bình thường. Nếu như mà khách hàng đó không gọi là Condotel, nếu như mà khách hàng tự vận hành thì không được gọi là Condotel mà nó là căn hộ bán vĩnh viễn và khách hàng có quyền khai thác cho thuê theo cái dạng là Airbnb, Agoda, được gọi là homestay. Đó là khách hàng có thể tự khai thác thì cái điều đó là điều bình thường. Nếu như mà họ mua và họ chấp nhận họ khai thác được thì tốt, vì dù sao thì cái đấy cũng là cái hình thức là chỉ là bán căn hộ thôi chứ nó không phải là Condotel. Mà đôi khi Việt Nam chúng ta hay bị lạm dụng những cái từ về Condotel. Condotel là một một mô hình về giết lắc của nước ngoài, khi mà họ đã làm ở nước ngoài đó là họ làm về căn hộ dịch vụ khai thác cho thuê có lưu trú thì nó được gọi là Condotel. Còn ở Việt Nam mình ấy thì hiện tại bây giờ cái luật này nó vẫn chưa cho phép. Còn nếu như em bán cái dự án đó mà khách hàng tự vận hành và khách hàng mua thì mình cứ yên tâm thôi. Miễn sao mà chủ đầu tư họ cam kết họ xây dựng đúng tiến độ, họ vận hành tốt. Chứ tôi thấy là một số những chủ đầu tư không biết có thể là hay là do vì thời tiết của miền Trung cho nên là gì ạ, mình thấy cái chất lượng của nó xây không được sự tốt, kể cả ví dụ như mình đi FLC Quy Nhơn đi là một trong những dự án được gọi là tiêu chí về 5 sao chẳng hạn, nhưng mà mình đi xem mình đi à không phải mình xem nữa mà mình đã ở bên đấy thì mình thấy là gì ạ, bãi biển thì tuyệt rồi không có nói nữa gì nữa rồi, nhưng mà mình thấy là gì ạ, nhà xây bên trong cấu trúc về nội thất rất dở, có những cái phòng ấy là gì ạ, cánh cửa là gần như muốn bong rồi. Cái thứ hai đó là gì, tường ấy thì có thể gần biển thì mình thôi thì mình nói là gần biển đi chẳng hạn, nhưng mà mình thấy là bây giờ xây cái hiện tại bây giờ công nghệ cao rồi, kỹ thuật lớn rồi mà lại còn giống như là xây bằng vôi, giống như nhà xây bằng vôi của mấy chục năm trước chết và bây giờ bị lỡ lỡ nó ra sau đấy thì chắc với vá, thế thì mình thấy là không ổn. Đấy là cái việc là chất lượng. Và nếu mà như vậy thì nó rất nguy hiểm cho khách hàng. Vì chất lượng nó xuống cấp như thế thì sau bao lâu thì nó còn như thế nào? Và khách hàng sẽ phải tốn cái việc sau cái thời gian mà bảo trì của chủ đầu tư rồi ấy, khách hàng sẽ tốn cái khoản về kinh phí quản lý và về kinh phí bảo trì sửa chữa nó khá tốn. Đấy là cái mà khách hàng sẽ rủi ro. Còn lại một số những cái dự án giống như nãy chia sẻ đấy thì có một số khách hàng của mình cũng mua của Cocobay. Sau khi mua Cocobay xong được mời ra đấy đi chơi 2 ngày 1 đêm thì về xong rồi khách hàng nói là thấy chất lượng hoặc là những cái mà chủ đầu tư họ làm ấy thì tiêu chí mà 3 sao ấy hoặc là 4 sao ấy thì nó không đạt theo những cái tiêu chí đấy, rất chi là tệ. Và đấy là cái ảnh hưởng. Cái thứ hai đấy là gì, những cái họ nói về cái việc tổ hợp giải trí mà lớn nhất đi, nói chung ý tưởng là tuyệt rồi, công bàn về ý tưởng, nhưng mà để mà từ ý tưởng để triển khai được thực thi ấy, thì nó là cả một vấn đề. Và vấn đề ở chỗ là chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm, thứ hai đó là gì ạ, lại không dùng những cái đơn vị quản lý có năng lực để quản lý mà lại tự vận hành, để vốn dĩ người Việt Nam chúng ta là vậy, khi đôi khi chúng ta thắng một trận gì đấy rồi thì chúng ta nghĩ rằng là à việc này là của bố và bố sẽ làm được hết đấy,
cái đấy cũng rất chi là nguy hiểm. Khách em hỏi so sánh. Ok, thường khách em hỏi so sánh mức doanh thu cho thuê, nếu khách tự cho thuê và đơn vị khai thác vận hành thì bên nào có mức lợi nhuận cao hơn? Ô, nó tùy chứ. Ví dụ như là làm sao mà so sánh được như vậy? Đương nhiên nếu như mà khách mà tự cho thuê thì khách phải 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 chịu những chi phí gì? Thứ nhất đó là khách hàng phải tự đăng tin, tự quảng cáo trên Agoda, Airbnb, tự check-in khách hàng và tự làm hết từ A đến Z. Nó giống như cái việc là mình có căn nhà đó mà mình cho thuê trọ đấy, mình cho thuê ấy, thì mình phải quản lý hết, tự cho thuê thì mình quản lý hết từ A đến Z. Thì khách hàng có thời gian để cho thuê hay không? Và có biết cách để cho thuê hay không? Còn ví dụ như rằng là nếu như mà đơn vị khai thác vận hành thì đơn giản rằng là có những cái đơn vị là nổi tiếng họ họ khai thác đi. Ví dụ như Accor khai thác chẳng hạn thì họ là một trong những đơn vị họ đã làm thương hiệu rồi, họ có một lượng khách quốc tế sẵn rồi, thì khi mà giống như kiểu là Novotel đi thì đương nhiên là khi họ đi đến đây mà có Novotel chẳng hạn thì họ sẽ thích ở Novotel hơn, vì Novotel thì nó là thương hiệu quốc tế, hoặc là Accor nó cũng là thương hiệu quốc tế, thì nó sẽ có những cái tiêu chí khi mà xây dựng phải đạt được những tiêu chí đó thì nó mới khai thác, và nó luôn luôn có một cái lượng khách hàng và lúc nào chất lượng của nó được đảm bảo, thì đương nhiên là mình phải có chia với lại cái tỷ lệ khai thác với những cái đơn vị đấy đấy. Và cái như lúc nãy vừa nói đấy, cái thất bại lớn nhất của Coco Bay đó là họ nghĩ rằng là một cái dự án mà 10.000 căn của Condotel mà họ có thể tự khai thác cho thuê được. Thì họ không biết lấy thứ nhất là họ cũng không phải là đơn vị trước giờ vận hành về du lịch để mà có sẵn một lượng khách sẵn, mà họ tự build như thế thì quá chi là nguy hiểm. Và đó là lý do mà năm 2017 khi mình hỏi là đơn vị và quản lý vận hành khai thác cho thuê ở đây là ai, và họ không trả lời, và họ nói rằng là lúc thì người này, lúc thì họ nói rằng là họ có thể là họ sẽ nhờ một đơn vị cố vấn và họ làm hết từ A đến Z. Và đó là một trong những lý do mà mình không muốn bán và mình cũng không tham gia vào Coco Bay, đó là như vậy. Vì mình thấy nó không ổn ở trong một cái đơn vị, nếu như mà đi đường dài với khách hàng mà khai thác thì nó phải liên quan đến dòng tiền, và phải có những đơn vị họ quản lý tốt rồi, họ có lượng khách sẵn rồi thì mới ổn định để mà có khả năng chi trả được cái dòng tiền đấy với khách hàng. Ok. Dự án phức hợp đó chị bao gồm biệt thự, bao gồm Condotel. Đối với Condotel thì đã có đơn vị vận hành nhưng book căn hộ cho khách tự vận hành ở dạng theo second home pháp lý vẫn là 50 năm. Thì mình nói rồi mà, đó là gì ạ? Nếu như bạn bán hàng mà bạn cho khách hàng tự khai thác cho thuê và chỉ có đơn vị quản lý dùm thôi mà khách hàng chấp nhận thì mình bán được thì mình cứ bán thôi. Vì khách hàng nó không phải liệt vào cái việc đó là cam kết, vì cam kết thì nó dẫn đến là gì ạ? Chủ đầu tư và phải đơn vị khai thác họ phải đủ chất, đủ tốt và chất lượng dự án, mà dự án có những cái thông tin gì đặc biệt thì nó mới hút được lượng khách du lịch đến. Nếu như mà họ đặt địa vị họ là khách hàng, họ có trải nghiệm những cái sản phẩm đấy hay không, nếu như họ vẫn nói là họ trải nghiệm chẳng hạn thì là tốt, còn nếu như họ cảm giác là họ không trải nghiệm thì làm sao mà hút được lượng khách đến, đúng không? Ok. Aria Đà Nẵng đúng không? Resort. Nghe nói là cái dự án đấy cũng bán được đấy. Thì mình cứ bán thôi và mình cứ nói cho khách hàng để mà phân tích được những cái lợi điểm và cái rủi ro cho khách hàng, là khách hàng chấp nhận được thì khách hàng sẽ mua, và đương nhiên là thị trường thì mình phải nói với khách hàng đó là không phải chỗ đầu tư nào cũng giống nhau. Đấy, một con sâu nó có thể là nó làm rầu nồi canh thôi, chứ không phải là 100% các chủ đầu tư đều là như vậy. Ok. Anh em còn Arena cũng có ở Nha Trang đây. Thì khách hàng tự khai thác bán giá tốt, hoặc là một số những cái chủ đầu tư khác họ bán giá tầm khoảng 600-700 triệu một căn, khai thác khách hàng tự khai thác giống như là được sở hữu một căn nhà mà đi toàn hệ thống thì cũng ok. Thì Winam nó cũng vậy thôi.
Winham thì Winham thì cũng có thông tin, cũng có một số những cái về cái việc đó là gì ạ, khai thác cho thuê. Nhưng mà để mà đánh giá mà sẽ còn xem cái tùy theo cái mức độ quy mô của dự án và cái dòng khách hàng cơ, thì mình không thể nói hết được. Mình không thể nói Winham thì nó cũng là một đơn vị khai thác vận hành của quốc tế đấy. Nhưng mà nó chuyên khai thác về cái dòng chung hơn, tức là 3 sao, 4 sao là nhiều. Nó không giống như Novotel hoặc là một số những Accor hoặc là Accost này kia, thì họ sẽ là đơn vị nó vận hành nó có một lượng quốc tế hơn rồi và nó nhiều. Còn Winham nó cũng là một đơn vị khai thác của quốc tế chứ không phải là không. Và mình quy mô dự án nó như thế nào thì mình chưa đánh giá được để mà mình biết được năng lực của chủ đầu tư. Tại vì bản chất ví dụ như các đơn vị quản lý ấy, họ cũng không thể nào cam kết với chủ đầu tư rằng là tôi cam kết cho anh là một năm là tôi có thể khai thác được 10 để mà sinh lợi nhuận cho anh là 10% hay là 15%. Họ chỉ cam kết được là cái công suất có thể tỷ lệ phun vòng vào mùa này bao nhiêu, mùa kia dự kiến là bao nhiêu, nhưng mà họ không để cam kết đâu nhé các bạn nhé. Tại vì mình đã đọc một số những cái hồ sơ, ví dụ như trước đây mình định làm cái dự án 51 hết ở Hồ Tràm ấy, mình làm việc với một số đơn vị quản lý ấy, thì họ cũng chỉ nói rằng là họ dự trù là cái mùa này thì tỷ lệ khai thác này dựa trên cái nghiên cứu gì, và mùa kia thì tỷ lệ khai thác là bao nhiêu dựa trên nghiên cứu gì, nhưng mà bảo là họ cam kết và viết con số vào đấy thì họ không viết đâu. Mình không biết đối với những chủ đầu tư khác họ có viết hay không, nhưng mà với một số những chủ đầu tư mà mình, với một số những cái đơn vị quản lý vận hành khai thác cho thuê mà mình làm việc mình tiếp xúc ấy, thì họ không có ký, họ không ký vào con số đấy. Cho nên đó là gì, nó còn phụ thuộc vào cái việc vận hành và triển khai nó có thực sự tốt hay là không tốt, nó sẽ ảnh hưởng. Bây giờ là căng đấy, thị trường đấy là coi như bất động sản nghỉ dưỡng sẽ bị ảnh hưởng nặng. Vì cái lượng khách hàng mà mua CocoBay cũng khá nhiều. Hiện tại bây giờ các anh em sale của bất động sản ấy mà CocoBay ở trong Sài Gòn ấy đang đứng ngồi không yên. Vì khách hàng gọi điện thoại nhiều quá. Còn ở ngoài đấy thì không biết là có biểu tình không? Có biểu tình không Thương? Thương ơi, ngoài đấy có biểu tình không nhỉ? Căng băng rôn này, dự án này này kia thì có biểu tình không? Đối với cô bay ấy. Thường thì với những dự án mà nghỉ dưỡng như vậy, với chủ đầu tư Vin ấy, thì sẽ tách ra làm hai cái hợp đồng. Là một cái hợp đồng mua bán bình thường về căn hộ, một cái hợp đồng thứ hai nó là hợp đồng khai thác cho thuê. Để chủ đầu tư có cam kết cái mức cho thuê là bao nhiêu. Còn với CocoBay thì mình nghĩ là không biết là hợp đồng nó chạy như thế nào, nó có đảm bảo quyền lợi về cho cái người tiêu dùng hay không, về khách hàng mua hay không. Cái này mà đem ra kiện có kiện cáo thì rất căng, căng thẳng ấy. Ok, anh em còn cái câu hỏi nào liên quan đến bất động sản nữa thì chúng ta comment ha. Comment một hai câu hỏi nữa thì sau đó thì Tara sẽ trả lời các anh em. Và sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc cái livestream. Tại vì chút xíu nữa tôi lại có một cuộc hẹn về cái việc là buổi tối. Ok. Chưa biểu tình đúng không? Nó căng thẳng nhỉ. Tình hình bất động sản ngoài đấy thế nào Thương? Chia sẻ một số cái thông tin ngoài đấy được không? Đúng rồi. Phố hồ sơ kiện lên là chắc chắn. Ok, nếu anh em không có cái câu hỏi nào nữa thì
Tara sẽ kết thúc cái livestream ở đây, và hoặc là còn có câu hỏi nào khác mà anh em muốn hỏi thì anh em có thể MB riêng, nhắn tin cho Tara hoặc là comment ở phía bên dưới, thì chúng ta sẽ feedback lại với nhau sau. Và chia sẻ lại với anh em đó là gì ạ? Lúc nãy Tara có gắn cái đường link của cái kênh Facebook, của cái kênh YouTube của mình ở phía bên dưới. Anh em vào nhớ cho một sub nha. Đồng thời có nghĩa rằng là sắp tới Tara sẽ cập nhật rất nhiều những cái video nói về bất động sản, nói về những cái việc đó là làm sao để người môi giới chuyên nghiệp, và nói về cả thị trường, cũng giống như là nói về cái việc đó là làm sao để xây dựng đội ngũ tốt hơn. Cho nên anh em chúng ta đăng ký vào cái kênh của Tara Lê để các bạn sẽ được nhận thêm những cái thông tin, hoặc là có những cái video nào mới thì các bạn còn sẽ là một trong những người được xem luôn ha. Ok Thương, thị trường ở trong này nó cũng ảm đạm như vậy đấy. Ở trong này nó cũng bắt đầu là hiểu dấu hiệu đi xuống hết rồi. Ok. Ok, rồi cũng khuya rồi thì chúc tất cả các anh em có một buổi tối ngủ ngon. Ừ. Ok, tốt thì hãy nhắm đến cái thị trường thực đấy. Tập trung vào cái thị trường nhu cầu thực nha. Vì thị trường càng đi xuống thì chúng ta cần phải càng tập trung vào nhu cầu thực. Vẫn vẫn nhiều hơn, vẫn tốt hơn. Anh em lưu ý như vậy, hãy tìm cho mình một cái ngách. Ok, rồi chúc tất cả mọi người nói chung nhận định bất động sản năm 2020 à? Nó rất khó. Bất động sản năm 2020 thì không có thể nói trước được câu chuyện gì, nhưng mà cái khả năng mà bây giờ cuối năm rồi mà nó vẫn ở vai trò quản lý thế nào, chưa hiểu câu hỏi của Hiếu. Nhận định về bất động sản năm 2020 thì hiện tại bây giờ là dấu hiệu của bất động sản bây giờ đang hơi chững, và nó chưa có một cái tín chỉ nào để khởi sắc. Nó cũng không, anh em cũng đừng có lo lắng là vì chắc chắn nó cũng sẽ không tê liệt giống như năm 2008 hay là 09 đâu. Cho nên anh em đừng lo lắng về cái vấn đề này, có nghĩa rằng là thị trường nó đang chậm lại thì nó cũng là bình thường thôi, và anh em hãy chọn những cái ngách thực sự tốt để mà chúng ta có thể là gì ạ, chúng ta có thể tập trung vào chúng ta làm và tập trung vào nhu cầu thực ở nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn cho anh em. Với vai trò là quản lý bất động sản thì quản lý nó cũng giống như việc mua bán thôi. Quản lý vai trò quản lý và cố vấn bất động sản thì nó sẽ cao hơn một chút, đó là các bạn cần phải có những cái chuyên môn kỹ thuật về phân tích thị trường, về phân tích sản phẩm và tìm ra những sản phẩm tốt cho các nhà đầu tư. Và đương nhiên rằng là nếu như mà sản phẩm đã tốt, gọi là tốt cho việc đầu tư rồi, thì ở đâu nó cũng sẽ vẫn có con người đầu tư, và ở đâu đó nó cũng sẽ vẫn còn có nhu cầu mua. Cho nên việc của đầu tiên của anh em chúng ta đó là gì ạ? Hãy trau dồi những cái kiến thức về bất động sản để thật sự tốt, để chúng ta có thể đánh giá được sản phẩm đó. Để điều đầu tiên đó là gì ạ? Bảo vệ cái túi tiền của chúng ta. Thứ hai đó là gì ạ? Chúng ta bảo vệ cái túi tiền của khách hàng, để chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng mà dở khóc dở cười giống như cô bay. Ok cả nhà, rồi tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, bye bye.